Nhằm tạo vẻ mỹ quan và tạo điểm nhấn cho đô thị Sa Đéc đón chào du khách đến với Festival Hoa Kiểng Sa Đéc, Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc đã đầu tư kinh phí cải tạo, dán gạch các bồn cây, bồn hoa trên vỉa hè và trồng thêm hoa. Những cây xanh che bóng mát giờ có thêm những bông hoa nở rộ dưới gốc cây đã góp phần tô điểm thêm cho các tuyến đường, tạo thêm sự thích thú cho người đi đường. Có trên 1.300 bồn cây, bồn hoa được cải tạo trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi, đường DT848, đoạn từ vòng xoay khu công nghiệp C đến cầu Ngã Bác, đường Nguyễn Sinh Sắc, từ đường Chùa đến vòng xoay Nghĩa Trang Liệt Sĩ, đường Lê Lợi, từ vòng xoay khu công nghiệp C đến cầu Rạch Dầu. Bồn cây có kích thước từ 1 đến 2,25 m2 và các bồn hoa hình elip có chiều ngang 1 m, chiều dài từ 6 đến 9,5 m. Hiện tại, đơn vị chăm sóc cây xanh đang tiến hành trồng hoa vào bồn với 9 loại hoa gồm kim ngân, rau dừa kem, trăm ổi vàng, lai tây, sao nhái, kim đồng vàng, rạng đông, chiều tím, phổi bò.